Tối 13 tháng 10, nhiều khán giả bất ngờ khi loạt tin nhắn được cho là của ca sĩ Vũ Duy Khánh với một cô gái đẹp tươi như hoa gì được tung lên mạng làng mạc hội. Cụ thể, cô gái có tên Nguyễn Ca. A tỏ ra vô cùng hạnh phúc hoa trên trang cá nhân những đoạn tin nhắn tình cảm của cô và một tài khoản có tên Vũ Duy Khánh. Trong loạt tin nhắn này, tài khoản có tên Vũ Duy Khánh tự xưng là cách xưng hô gần gũi mà nam ca sĩ hay dùng trên mạng làng mạc hội và gọi Nguyễn Ca. A là rất thân thiết. Người được cho là Vũ Duy Khánh còn khẳng định là đã yêu huyện ca. A à, và năng nghĩ cô đừng bỏ rơi mình. Loạt tin nhắn được cho là của Vũ Duy Khánh gửi cho bạn gái kém cỏi 13 tuổi. Những thông tin này gây bất ngờ cho khán giả bởi trước đó không lâu, ca sĩ Vũ Duy Khánh chia sẻ với truyền thông rằng hiện tại anh không còn cảm giác yêu và chỉ nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa khi đàn ông tròn 16 tuổi liên hệ với nam ca sĩ Vũ Duy Khánh về sự việc, anh tỏ ra khá bình thản. tôi đã đọc được thông tin này nhưng thú thật là tôi chẳng đông đã đâu. Vũ Duy Khánh khẳng định đây chỉ là chiêu trò của cô gái tên Nguyễn Ca. A à, câu kéo sự để ý của dư luận. Đây chỉ là trò lạp giặt của mấy cô bán hàng ông Lê nè, thích câu kéo sự đông đã. Tôi mà lên tiếng thì thành ra bận biểu bẫy của cô ta khi nào có ảnh tôi chụp chung, ôm hôn với cô ta thì tôi thế hệ lên tiếng. Đêm qua, cô ta đã nhắn tin xin lỗi tôi. Tôi không bao giờ tiếp tay cho mấy trò giới dẫn này.